Thưa quý vị, từ tháng 4 năm 2021, Bộ Công an đã có chủ trương rà soát bổ sung thông tin, làm sạch cơ sở dữ liệu căn cước, can phạm để kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Công việc này được giao cho cán bộ chiến sĩ của Phòng Hồ sơ Công an các địa phương. Tại thành phố Đà Nẵng, bằng sự nỗ lực, cố gắng của từng cán bộ chiến sĩ, kế hoạch đã gần như hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao. Với phương châm đúng, đủ, sạch, sống, suốt một năm vừa qua, tại Phòng Hồ sơ Công an thành phố Đà Nẵng, mỗi cán bộ đã quyết tâm 100% tinh thần, hoàn thành tiến độ làm sạch gần hơn 63.000 danh bản của hơn 48.000 đối tượng. Xác định khối lượng công việc lớn, khó khăn trong công tác thu thập tài liệu để làm sạch dữ liệu, vì nhiều đối tượng phạm tội từ rất lâu, không có bất cứ thông tin nào về án tích nên công tác rà soát, bổ sung thông tin, làm sạch dữ liệu gặp không ít khó khăn. Do đó, Phòng Hồ sơ đã chủ động tham mưu ban hành kế hoạch triển khai, xây dựng quy trình thực hiện công tác làm sạch dữ liệu từ rất nhiều nguồn tài liệu. Trong đó đã phối hợp cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án trong việc cung cấp thông tin, tài liệu liên quan người phạm tội, kết nối với hồ sơ hệ vụ việc, đối tượng, đồng thời quy định rõ chỉ tiêu thực hiện từng ngày của từng cán bộ chiến sĩ, tiến độ thực hiện từng giai đoạn, chế độ báo cáo ngày, từng giai đoạn theo đúng yêu cầu. Cái trang thiết bị máy móc của chúng ta là không đủ để mà thực hiện cái công tác làm sạch này. Khi đòi hỏi với một số lượng như vậy thì chúng ta cần phải có con người và trang thiết bị rất là lớn. Ban đầu thì kế hoạch này nó thực hiện ở một tàn thư căn cước phân phạm, tuy nhiên thì chúng ta đã mở rộng ra là thực hiện trong toàn bộ phòng hồ sơ. Thì đó là một sự cố gắng rất là lớn của toàn bộ cán bộ chiến sĩ. Các đồng chí đã cố gắng làm việc và làm tăng ca, làm ngoài giờ để mà đạt được cái chỉ tiêu đề ra. Do khối lượng công việc lớn, trong khi đó công việc thường xuyên hàng ngày đã chiếm hầu hết thời gian, không thể không làm vì liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của công an các đơn vị, địa phương. Nên chủ yếu, cán bộ chiến sĩ tranh thủ thời gian ngoài giờ và tận dụng một số thời gian trong giờ để làm sạch dữ liệu. Áp lực công việc lớn, đa phần cán bộ chiến sĩ đều là nữ. Tuy nhiên, bất kỳ ai đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, đề ra quyết tâm cố gắng hoàn thành công tác làm sạch dữ liệu theo đúng tiến độ Bộ Công an quy định. Mặc dù cường độ công việc lớn và kéo dài, nhưng mà song ai nấy là đều cảm thấy rất là vinh dự và tự hào khi mà được tham gia thực hiện nhiệm vụ. Trong thời gian tới, tuổi trẻ chi đoàn phòng hồ sơ nghiệp vụ sẽ luôn giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng và ngành giao phó. Thì cái việc mà rà soát bổ sung thông tin làm sạch cái cơ sở dữ liệu về căn cước căn phạm để kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư á, nó sẽ giúp cho cơ quan nghiệp vụ có thể xác minh nhanh chóng về đối tượng hơn, giúp cho các cơ quan chức năng có thể nắm được thông tin về những can phạm nhân đã hết hạn tù về tái hòa nhập cộng đồng để họ nắm thêm thông tin về những con người này được thuận lợi hơn. Bắt tay vào nhiệm vụ khô cứng, nhưng những cán bộ chiến sĩ phòng hồ sơ công an thành phố Đà Nẵng vẫn đã và đang vào trận với tâm thế hết sức thoải mái, làm đến đâu chắc đến đó. Tính đến thời điểm này, đơn vị đã hoàn thành gần 93% khối lượng hồ sơ, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao. Đây cũng là một trong những chiến dịch thần tốc được cán bộ chiến sĩ đơn vị triển khai để chào mừng ngày truyền thống của lực lượng hồ sơ nghiệp vụ.